Bơ là một loại cây ăn quả có nguồn gốc từ Trung Mỹ, có mặt ở Việt Nam từ năm 30-40 thế kỷ trước, giờ trở nên phổ biến trong đời sống người Việt. Mùa bơ rộ là vào tháng 4 âm lịch. Nhiều người cho rằng bơ Đức Trọng là ngon nhất vì khí hậu không quá lạnh cũng không quá nóng, và đây là nguồn bơ cung cấp chính cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những người khoái khẩu món sinh tố bơ sẽ tinh tế nhận ra rằng hiện nay bơ có mặt suốt quanh năm và rộ từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch. Đặc biệt, bơ làm mặt nạ cực tốt cho da. Loại trái cây 2 trong 1 này luôn là lựa chọn hàng đầu của các nàng nội trợ đảm đang và xinh đẹp. Quả đào đây mình bán bao nhiêu một ký nè em? Mới cho chị một ít đi. Quý vị khán giả, đang vào mùa bơ nên là bơ sáp rất là ngon. Ngày hôm nay thì đi chợ Thế Vinh cũng đã chọn được một ít rồi. Một nửa thì sẽ để làm sinh tố, còn một nửa thì để làm đẹp. Làm sinh tố thì rất là đơn giản, Thế Vinh biết cách làm rồi. Nhưng mà làm mặt nạ dưỡng da với bơ thì không biết là làm như thế nào và nó có phù hợp với làn da của mình hay không. Chắc chắn là Thế Vinh phải nhờ thêm sự tư vấn của chuyên gia làm đẹp. Bây giờ thì mời quý vị cùng Thế Vinh đi tìm hiểu thêm nhé. Cách chọn bơ tươi và ngon. Nên chọn bơ vỏ xanh có lấm tấm chấm vàng thì tỷ lệ nghiêng về bơ sáp cao, thịt dẻo và béo hơn. Bơ sáp già da căng bóng, nặng tay, không ọp, lắc nghe tiếng hạt lăn bên trong. Còn lắc nghe tiếng rò thì bơ bị thịt mỏng. Bơ quả dài, hạt nhỏ hơn bơ quả tròn nhưng nhiều xơ hơn. Bơ non có cuống to, mập. Cuống hơi khô là bơ già. Dùng tay ấn chỗ cuốn, thấy mềm là sắp chín. Không mua quả bơ sờ vào mềm nhũn. Đừng để bơ trong tủ lạnh quá lâu, món sinh tố bơ sẽ mất hương vị thơm ngon. Dạ, chào chị Yến. An, nãy giờ An đến đợi Vinh nó có lâu không? Không, An cũng mới vừa tới thôi. Thật ra thì biết An rất là thích làm đẹp từ những cái liệu pháp từ thiên nhiên, nên là ngày hôm nay Vinh rủ An đến đây mình cùng làm đẹp với bơ nha. Chị Yến ơi, lúc nãy Vinh đi chợ thì có tìm mua được mấy quả bơ sáp cũng ngon lắm, chị xem thử nha. Bên này rất là ngon ha. Chút nữa mình sẽ ăn. Chị đi ăn. Còn Yến đã chuẩn bị sẵn cho Vinh và An. Chị ơi, vậy thì bơ nó sẽ có những cái tác dụng gì cho da của mình hả chị? Bơ thì nó có vitamin E, vitamin A và vitamin D. Trong đó thì vitamin E thì nó có giúp cho chống lão hóa, và cái vitamin D thì giúp cho mình sản xuất cái collagen, giúp cho da mình căng mịn và đàn hồi tốt. Còn những cái vitamin khác và chất khoáng là trong bơ thì giúp cho cái da của mình được tươi trẻ lâu. Bơ thì có thể làm được những loại mặt nạ nào dành cho da ha? Trái bơ này á, nó có rất nhiều công dụng đối với cơ thể của mình. Ngoài việc là ăn vào thì rất là bổ rồi, còn có bổ cho tóc. Nếu mà mình làm mặt nạ ủ tóc nè, rồi mặt nạ cho da mặt và toàn thân nữa. Mặt nạ mặt á, mình có thể dùng cho nhiều loại da được. Tuy nhiên nếu như là bạn da dầu thì mình sẽ sử dụng bơ, trầu trắng trứng gà và chanh. Còn nếu như bạn là da khô thì mình sẽ trộn một ít sữa tươi với cái bơ đã xay sẵn rồi. Để dưỡng toàn thân thì mình sẽ xay bơ với sữa tươi. Hoặc nếu như bạn muốn trắng sáng da hơn một chút thì bạn có thể pha thêm một hũ da ua vào. Lúc nãy lúc mà ngồi chờ Vinh á, thì Yến có nói chuyện với An. Biết được da của An thì có nhiều dầu, thuộc loại da nhờn. Cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái mặt nạ dành cho da nhờn. Như vậy thì nguyên liệu cũng đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ chị hướng dẫn cho Vinh với An làm các loại mặt nạ luôn chị ha. Bây giờ Yến sẽ hướng dẫn cho Tuyết Vinh làm cái mặt nạ đắp toàn thân nhé. Thì đây là bơ đã xay nhuyễn, còn đây là sữa tươi. Mình sẽ dùng khoảng nửa chén sữa tươi cho một chén bơ để đắp toàn thân mình. Mình sẽ sử dụng sữa tươi không đường. Mình nên mua cái loại bơ mà mình để nó chín một chút thì nó sẽ mềm hơn. Tuyết Vinh có muốn trải nghiệm cái mặt nạ trái bơ này không? Dạ chắc chắn là có rồi. Khi mà mình quét lên toàn thân mình thì mình sẽ quét đều. Chị Yến ơi, khi mà mình thoa bơ lên thì mình để khoảng bao lâu hả chị? Mình có thể để khoảng 20 phút. Yeah. Để cho nó vừa thấm thôi.
nếu mà ngắn quá thì nó sẽ không đủ thẩm thấu vào da. Sau khi mà tắm thì mình luôn luôn nên dưỡng da với sữa dưỡng thể, yeah, giúp cho thẩm thấu cái chất này tốt hơn nè, để có da mình luôn luôn được ẩm và mịn. Không biết là cái mặt nạ toàn thân này không bao nhiêu lâu thì làm một lần? Một tuần mình nên làm một lần. Yeah. Da của mình qua những cái thời gian như là vừa đi du lịch, đi biển về thì mình có thể dùng từ 3 đến 5 ngày mình dùng một lần để cho phục hồi da tốt hơn, nhanh hơn. Bây giờ mình đã xong cái mặt nạ toàn thân rồi, chị sẽ hướng dẫn cho An là mặt nạ dành cho da mặt. Cho khoảng chừng vừa cái mặt mình thì khoảng chừng 2 muỗng thôi. Sau đó mình sẽ bắt một ít chanh vào. Sau đó mình trộn đều lên. Khi mà mình trộn cái trồng trắng với chanh này, thì em sẽ thấy cái mặt nạ của mình nó trắng hơn. Chị sẽ quét cái mặt nạ lên cho em nhé. Khi quét mặt nạ thì mình sẽ quét từ hai bên trán, hai bên gò má, từ cằm. Mình cũng để khoảng 20 phút nhé. Thử cảm giác đắp mặt nạ chung với bơ rồi An thấy làn da của mình có khác gì không? Thật sự thì An cảm thấy nó rất là khác luôn. Tại vì khi mà mình đắp cái bơ lên da mặt á thì mình đã cảm thấy là nó mát, với lại cái mùi sữa với lại mùi bơ rất là thơm rồi. Còn sau đó thì thật sự da mình nó rất là đổi khác, nó căng và nó mịn ra rất là nhiều. Còn với cái mặt nạ dưỡng da toàn thân mà Vinh thử á thì cái mùi sữa nè với mùi bơ nó làm cho Vinh cảm thấy muốn ăn sinh tố quá trời. Và quý vị biết không, thực sự thì sau khi mà thử cảm giác thoa lên trên da của mình rồi, mình cảm thấy là làn da của mình mướt hơn nè, mát và dường như là mịn màng hơn rất là nhiều. Nên hy vọng là sau chương trình này thì quý vị khán giả cũng sẽ tìm ra được cho mình một cách làm đẹp da ngay tại nhà mà Vinh tin là ai cũng có thể làm được. Bây giờ thì mình về thôi ăn ha.